Tiếp theo bên em đang lên cho các bác đó là một mẫu tranh các bác nhé, một mẫu tranh. Mẫu tranh này là tranh được làm trên dòng gỗ hương và tranh trên bình xuôi gió, có cả đồng hồ cho các bác luôn. Xin đo cho các bác ở cái kích thước của mẫu này. Dài 81. Các bạn với tác phẩm thuận buồm xuôi gió có đồng hồ nha các bác nhé. Đấy, các bác có thể làm quà tặng, quà biếu, quà tân gia cũng rất là ok với tác phẩm này. Chiều dài là lên đến 81, chiều rộng là 41 và độ dày là 3 cm. Đấy, với những cái tác phẩm này các bác nhà mình mà muốn đấu giá hay là muốn bên em báo giá thì cũng cho em xin những cái tín hiệu đây nhé. Em thấy cái lượt tương tác hơi chậm, có khả năng là sẽ báo giá trực tiếp cho các bác nhà mình thì ok hơn. Các bác nào mà ok được thì có thể chốt trực tiếp trên line cho em nhé. Với giá thành của bức tranh thì sẽ giao lưu với các bác trên livestream là giá bao nhiêu được ạ? Giao lưu với các bác nhà mình trong buổi live cho ngày hôm nay nhé. Chiều rộng là 41, chiều dài là 81 và độ dày là 3 cm. Giao lưu với các bác nhà mình. Khi mà các bác nhà mình mà ok chốt cho em cái tác phẩm này thì bên em sẽ lắp pin đầy đủ cho các bác. Đấy, khi mà các bác nhận hàng thì chỉ việc lắp thêm một quả pin thôi. Và đồng hồ vẫn cứ sử dụng bình thường nhé các bác nhá. Đồng hồ vẫn sử dụng bình thường. Giá thành giao lưu với các bác là là 1 triệu đồng các bác nhé, giao lưu với các bác là 1 triệu đồng. Vâng, chỉ có độ mấy người thôi thì em không đấu giá được đâu, cho nên là bác thông cảm cho em, bác mở bát xong bác lại chạy đi đón vợ thì em không biết là không biết là đấu với ai, bác cứ nên bảo là em sẽ báo giá cho các bác nhà mình nhé. Các bác nhà mình mà chốt được thì ok, chốt trực tiếp trên live cho em luôn đấy. bác mở bát 100k xong bác mở bát 110k xong bác đi đâu, chào anh Thái chốt 700k 1 triệu nhá bác nhá, một một triệu triệu nhá, đồng. anh Thái chốt rồi. Anh Thái cho em số điện thoại lên đi ạ. Vâng, cứ nhanh tay nhanh chân như thế cho em nhé. Đấy, các bác nhà mình ơi, đấu giá thì cũng muốn được thật là đông các bác thì mới có thể đấu giá được trong vòng 1-2 phút. Nhưng mà chỉ có một số người ít quá thì em không đấu giá được đâu. Cứ giao lưu với các bác trực tiếp luôn. Bác anh Thái lên cho bên em xin 1 triệu đồng nhá, giao lưu với các bác và em đã bao phí vận chuyển cho bác nhà mình rồi. Đấy, các bác mình cho em từ ok và kèm theo số điện thoại lên đi ạ. Làm quà tặng, quà biếu hay là trưng bày trong không gian của phòng khách nhà mình rất là ok với những tác phẩm này. Các em đã nhìn thấy số điện thoại của bác anh Thái lên rồi. 1 triệu hợp lý, vâng, 1 triệu hợp lý ạ. So với cái thời điểm này thì các bác ơi, đây gọi là giao lưu thôi chứ còn bây giờ không thể tính tiền công, tiền 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 nói chung là không có tính thì tiền công nhiều nữa các bác nhé. Các em đã nhìn thấy tín hiệu của bác anh Thái rồi, ok. Tiếp Các theo em sẽ xuống tác phẩm này và lên tiếp cho bác tác phẩm tiếp theo.